Xin chào tất cả các bạn đang đến với chương trình chia sẻ những mẫu bản vẽ đẹp của website mẫubảnvẽ.vn. Ngày hôm nay chúng tôi xin gửi tới các bạn mẫu nhà ống 3 tầng, 1 tum của gia đình anh Lâm Văn Tự có địa chỉ tại Cao Phong, Hòa Bình. Sự hiện đại trong phong cách thiết kế, sự độc đáo trong ý tưởng thiết kế, sự sáng tạo trong từng đường nét trang trí đều được các kiến trúc sư thể hiện rõ rệt với không gian căn nhà ống được thiết kế 3 tầng lầu cùng với một không gian sân thượng thông thoáng. Thiết kế mặt tiền vừa đủ cùng với chiều dài của ngôi nhà mang đến một mẫu thiết kế thật đặc biệt, một công trình với hình khối kiến trúc có những đường nét tinh xảo, các khối bê tông xếp chồng lên nhau, vuông vức và có sự liên kết thật chặt chẽ. Những hình khối bê tông còn được cách điệu thật đẹp mắt, bố trí là những thanh lam được sơn màu trắng tinh tế, đồng thời tạo ra những khoảng hở tuyệt mỹ. Mặt tiền nhà còn có sự tô điểm hợp lý của các mảng gỗ ốp tường mang dáng vẻ tự nhiên, hòa quyện cùng với màu xanh thiên nhiên đến từ các loại cây trang trí, mang đến một không gian sống thật ấn tượng. Các hành lang ban công được thiết kế sao cho lấy được thật nhiều ánh sáng, cùng với đó là sự kết hợp của hệ đèn trần với ánh sáng nhẹ nhàng lan tỏa. Khu vực lan can bằng kính trong cũng phần nào tô điểm sự khỏe khoắn, hiện đại trong ngôi nhà. Do có thiết kế cao tầng, vì thế mà hệ cửa sổ được bố trí tại những khu vực được cho là thiếu ánh sáng, tích hợp công năng và ưu điểm của phong cách thiết kế để tạo nên một ngôi nhà sang trọng, hiện đại, hợp xu thế. Một mẫu thiết kế khi nhắc đến sự hoàn hảo thì không thể bỏ qua phần không gian bên trong được. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem công năng ngôi nhà được kiến trúc sư bố trí như thế nào nhé. Tại tầng hầm được phân chia bao gồm các khu vực gara để ô tô, phòng ngủ cùng với lại nhà vệ sinh riêng. Trên tầng 1 lần lượt là các khu vực phòng khách rộng 43,35m², sảnh cầu thang 10,91m², phòng bếp ăn có tổng diện tích 20,44m² cùng với lại nhà vệ sinh chung 3,01m², phòng ngủ 1 16,57m² và nhà vệ sinh riêng 3,93m². Trên tầng 2, khu vực hành lang rộng 21,45m², phòng sinh hoạt chung 15,66m² và nhà vệ sinh chung 4,1m². Phòng ngủ 2, 26m², phòng ngủ 3, 18,18m², phòng ngủ 4, 19,36m² cùng với lại nhà vệ sinh tích hợp bên trong. Trên tầng 3, khu vực hành lang 12,93m², phòng thờ 42,28m², phòng ngủ 5, 18,65m², khu vực sân chơi 22,84m². Vừa rồi thì chúng tôi đã giới thiệu tới quý vị và các bạn mẫu nhà ống 3 tầng 1 tum vô cùng hiện đại. Nếu như bạn đang có nhu cầu muốn mua bản vẽ hay có mong muốn được thiết kế một mẫu bản vẽ riêng cho ngôi nhà của mình, xin hãy liên hệ ngay từ hotline 0989 222 620 để được tư vấn hỗ trợ kịp thời nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!